Ngày 16 tháng 9, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Ngọc, 37 tuổi, để điều tra về hành vi tham mô tài sản. Theo tài liệu điều tra, Ngọc được công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh thuê làm nhân viên xử lý công việc của công ty tại chi nhánh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hàng ngày, Ngọc có nhiệm vụ nhận hàng nhập vào kho, xuất hàng giao cho nhân viên giao hàng, thu tiền từ nhân viên giao hàng, sau đó nộp về cho công ty. Quá trình làm việc, lợi dụng vị trí công tác được giao, Ngọc đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 106 triệu đồng tiền hàng của công ty giao hàng nhanh. Số tiền chiếm đoạt được, Ngọc đem tiêu xài cá nhân và trả nợ.